hello mọi người, hôm nay mình sẽ bày mọi người một crypto gia cụm đơn giản nhé. Lấy một ít màu vàng, ít màu đỏ, thêm nước rồi tùy chỉnh lượng màu sẽ ra được màu da như mong muốn. Trước hết, tô màu lên tại một khuôn mặt. Khi da vẫn còn ướt, chấm màu cam lên hai má để nó tự lan ra. Tiếp đến, nhấn nhẹ bóng vùng mắt, môi. Để nhung bóng như chỗ đậm, chúng ta lấy màu da khi nãy pha trộn với xíu màu tím sẽ ra được màu tím nhạt để nhấn bóng. Khi pha màu xong thì tụi mình nhấn màu ở những chỗ khúc bóng, tạo chiều sâu hơn cho bức tranh. Cuối cùng chúng ta pha một ít màu đỏ và nâu để đi lại nét. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Bye!